Và như vậy thì bà mong muốn rằng cuộc câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Thực sự ra quý vị từng nghe người ta nói là đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại. Tại vì sao? Tôi đã từng cho ông Yên cơ hội và tôi đã cảnh cáo ông nhiều lần. Và tôi nhìn cái hành vi của gia đình ổng, học trò ổng và những gì ổng làm gần như nó quá chuyên nghiệp rồi. Nếu mà kêu ông ta dừng lại á thì chỉ có lúc này mới dừng lại, cho nên tôi mới nói ổng là bây giờ là võ nằm yên. Chỉ còn nằm yên thôi quý vị, chứ còn đi được nữa là còn lừa được nữa. Cho nên quý vị, tôi là người sống biết tha thứ. Tha thứ là một loại lương thiện mà ai cũng có. Cái tình người là cao cả nhất, nhưng ở đây không thể tha thứ được. Nếu không phải là tôi thì mãi mãi quý vị cũng sẽ mềm lòng, và quý vị khóc cũng có, năn nỉ cũng có, và cuối cùng lòi ra tất cả là ông có cả đội ngũ pháp lý để mà cắt đứt cái ân tình của tôi với anh Dũng đầu tiên. Tôi nói thật với quý vị, cái ngày đó tôi hung dữ dễ sợ luôn, tôi không chịu đựng nổi. Vì tôi đi tới một cái tâm trạng là xin lỗi quý vị, nếu tôi với anh Dũng muốn đưa thẳng câu chuyện này lên công an, hoặc là tôi đối đầu với ổng, tôi và anh Dũng đến cái hội Tịnh Độ cư sĩ là với một cái điều mong muốn ông ấy quay đầu và muốn nghe ông nói như thế nào sau một cái thời gian cắt đứt mối quan hệ. Ông ấy miệng thì nói rằng anh chị thấy tôi sai điều gì thì chỉ dạy thằng em khờ dại vì tôi không biết đọc. Quý vị nghe có được không? Một luật sư mà nó không biết đọc. Và lập tức luật sư đứng lên lập phi bằng: tôi là luật sư của ông Yên. Trời ơi quý vị ơi, nếu quý vị là tôi, quý vị bị lừa đảo, quý vị bị xúc phạm, quý vị có nhịn được không? Hay tôi vẫn còn nói rất văn hóa? Ngay lập tức tôi thành con cọp liền. Mặc dù bình thường tôi nhẫn rất hay, nhưng mà cái nơi đó không phải là cái nơi để đối đầu. Mà ông đã đối đầu thì quý vị biết ông chuẩn bị như thế nào rồi. Thì đừng nói đạo lý ở đây nữa. Sau khi đó tôi về tôi mới gửi đơn đi, chứ tôi chưa có gửi đơn đi. Nếu tôi gửi đơn đi là tôi là người quyết liệt, nhưng tôi vẫn chưa quyết liệt. Tôi vẫn chờ đợi một giây phút nào đó ông ấy biết quay đầu. Rõ ràng là không có. Vậy thì tôi hỏi tất cả số đông mọi người mà đã từng bị ông Võ Hoàng Yên lừa, lừa tiền, lừa bệnh, có tha thứ cho ổng không? Bây giờ cho dù chúng ta có tha thứ cho ổng á, liệu lương tâm ổng có bình yên không? Chỉ có những con người tâm hồn rách nát, nhân cách rách nát, mới làm những cái điều như ổng dành cho những người bệnh nhân nghèo. Người ta đã nghèo, người ta khốn khổ rồi, còn tra tấn người ta bằng cái hy vọng nữa. Tra tấn người ta bằng một cái sự chờ đợi không biết khi nào. Đây là tội ác đó quý vị. Nếu lừa tiền không thì cũng có thể tha thứ, mà lừa những cái bệnh nhân chỉ có biết chờ đợi nghe ngóng. Nếu quý vị nào có con mà bị bệnh tật mà hy vọng rằng mình bán nửa tài sản của mình hy sinh tất cả vì đứa con của mình, nếu tôi là mẹ tôi làm liền. Cứ phải hy vọng rồi tuyệt vọng, rồi hy vọng, rồi vô vọng, rồi cuối cùng tuyệt vọng. Đây là một trong những cái mà quý vị phải thương Phương Hằng tôi. Đúng không quý vị? Vâng, và nhân cái sự kiện ngày hôm nay thì bà có điều gì muốn nhắn gửi đến ông Võ Hoàng Yên không ạ? Nhắn gửi tới ông Võ Hoàng Yên thì tôi nhắn nhiều rồi. Tôi đã cảnh cáo nhiều rồi. Nhưng mà có một cái điều mà thối nát nhất đó là miệng lúc nào cũng nhân quả, A Di Đà Phật. Lúc nào cũng đạo lý, lúc nào cũng ăn chay. Xin lỗi, đó là những cái điều phản cảm vô cùng. Thà đừng nói đi, thà đừng nói đi, thì có thể là mình còn có cái mình nói thôi phàm phu quá thì phàm phu với nhau thì cũng không sao đi. Miệng thì lúc nào cũng mô Phật, miệng lúc nào. Tôi kể cho quý vị nghe, có một lần ông nói với tôi là ông nhập thất. Tôi nghe tôi tá quả luôn, tôi thì không biết đạo Phật nhiều. Tôi mới hỏi anh Dũng nhập thất là cái gì. Anh Dũng nói nhập thất là chui vô cái chỗ nào đó mà không có tiếp xúc bên ngoài. Cái đó là chỉ dành cho những người tu, những người cao siêu. Mà ông nói với tôi là nhập thất, tôi chẳng hiểu nhập thất là cái gì. Nghĩa là ông lúc nào ông cũng đưa ông lên một cái bề trên bề thế. Mà tôi nói quý vị thật sự ra nha, mình nói đi nói lại nó dư.
Mẹ Võ Hoàng Yên thật là lợi hại. Nếu như tôi không gặp bà đó thì chắc chắn ông Võ Hoàng Yên cũng không dễ lừa tôi đâu. Bà nói như thế mà bà lấy được tôi 5 tỷ đó quý vị. Quý vị đừng có chê tôi xấu hổ quá. Một bà chủ như tôi mà bị cái bà nhà quê lừa 5 tỷ bạc, quý vị thấy tôi xấu hổ không? Không có đâu, tại tôi tử tế đó. Có đôi khi mình cũng giả ngu cho người ta vui chứ quý vị. Cuộc đời mà đôi khi mình cũng giả ngu cho người ta vui, người ta hạnh phúc để rồi hôm nay mình mới biết được người ta là ai. Phải không quý vị? Không, bữa nay em khôn rồi. Quý vị có thấy không? Tôi tử tế đến cái mức mà tôi cho mỗi học trò ổng một miếng đất. Tôi cho gia đình 10 anh chị em của ổng á, mỗi người 2 miếng đất. Người ở dưới Cà Mau thì lấy tiền, người á thì ở ngay Bình Thuận thì lấy đất. Đó, khi mà tôi thu hồi lại tôi rất là lịch sự, tôi cho 50%. Nếu quý vị như tôi, quý vị làm được không? Tiền đâu phải lá mít, tôi làm cực khổ lắm chứ. Bây giờ bán vé Đại Nam thu từng đồng từng cắt mà đi cho như vậy, quý vị thấy có thương tôi không? Rồi tiền tôi làm từ thiện, đâu có phải lừa tôi như vậy được. Rất là tội lỗi. Nhưng mà thôi, tôi đã trả một cái giá để rồi là hôm nay tôi cống hiến cho quý vị cái sự tử tế đó. Thì quý vị cũng phải thương tôi, cũng cổ vũ cho tôi, cũng an ủi tôi, vì tôi là dám nói thật, dám sống thật. Cái đó là bản chất của tôi. Nhiều khi mình suy nghĩ mình thấy xấu hổ thật. Mình thì ở Sài Gòn, mình dân sống ở Sài Gòn, mà cuối cùng mình bị một đám nhà quê nó lừa mình. Thật sự là nghĩ cũng buồn. Nhưng mà thôi không sao. Cái này là một cái bài học mà rất là xương má đó quý vị. Bởi vì học suốt đời cũng phải ngu hoài. Đó cho nên là thôi hôm nay quý vị thấy tôi tự thú là tôi rất là ngu. Thôi cũng thông cảm cái ngu cho tôi. Ít nhất cũng để cho quý vị thấy được chân tướng của ông Võ Hoàng Yên.